Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Butter Hits nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Bắt đầu thế nào, let's go. Thì cái đội hình của mình đang khá là khỏe nên mình đang tấn công vào cái bên này. Hy vọng là thủ. Đánh nhau với con boss thì phải anh em ạ. Hôm nay ta sẽ nhau với một con boss. Oh wow. Từ từ sao cái hình của chúng ta nó bị co vào nhỉ. Rồi anh em ơi, di chuyển con này sang. Bắn đi đã. Hồi máu anh em ơi. Ui kìa. Đánh đi. Quay về đây đánh con này đã. Ok, lùi lại đây. Bút máu em ơi. Bắn đi, ok. Rồi. Hồi máu. Tấn công con này anh em, tấn công con này, xong. Con này đang bị độc anh em ơi. Khá là khó chịu nhờ. Đúng rồi, tấn công. Hồi máu. Đúng rồi. Yeah, quá nhanh. Game hay vãi. Tấn công ở đâu nữa? Xem qua tấn công đúng không? Ui, đông ấy anh em ơi. Tấn công đây. Khiêng lên. Về giúp con này phát. Chẳng cần giúp đâu anh em ạ. Thật ra thì mình nó cũng rất là khỏe rồi, rất là bá đạo rồi. Không cần phải giúp quá nhiều. Nhì. Tấn công rồi anh em. Ui ui. Lùi lại. Đúng rồi. Tấn công đi anh em. Một mình cân tim được mà. Có gì đâu. Không có quá gì cả. Khá là đơn giản. Ok. Bắn tầm xa anh em ạ. Chúng ta sẽ bắn tầm xa vào này nha. Hồi máu. Có orc anh em ơi, có quân đoàn orc kìa, con orc kìa anh em. Đu lại đây. Hồi máu này đi ăn. Chém luôn anh em ơi. Ok, lên. Con này đang khá là ấy luôn đấy. Tăng giáp lên đã. Đấy. Bắn, xổi ôi. Cái này rõ ràng được. Orc của chúng tôi á. Không được. Đấy, hồi máu bá đạo luôn. Orc này. Chết luôn orc anh em ạ. Chúng ta thời gian con orc rồi. Khá hay. Cho thêm vàng và có cái silver strings. Có nên nâng cấp con nào thì nên nâng cấp lên một tí cũng được. Rồi thằng này lên level up và nó khá là khỏe. Thế mình thấy là như vậy. Không biết anh em thấy thế nào như là xem nào. Thằng nào khỏe hơn nhỉ? Vấn đề là thằng nào khỏe hơn ta. Có pháp sư 63 12 khả năng là hồi máu à. Robin 48 25 đánh đàn. Fenghua Winter Belros mình nghĩ thằng này sẽ khỏe hơn. 37 41 39 39 39 37. Thật sự thì 37 41 với 39 39 thì nó cũng như nhau à. Nó không có gì à. 49. Team này thấy nó rất là khỏe rồi. Mình đang chưa có ý tưởng để mình ấy lên thôi. Metronix mua. Hoàn toàn mua có thể được. 19 dam nhưng mà liệu nó có tăng dam không ấy. Iron Danger. Nó như nhau, thật sự là như nhau luôn. Ok. Chúng ta sẽ có hai đường đi tất cả. Lên trên đánh nhau với con boss gì đấy này. Hiện tại đội hình mình vẫn đang ổn. Đang rất ổn anh em ạ. Tấn công. Có con. Hồi máu anh em ạ. Hồi máu đã. Chém đi. Đang ổn thế nhở. Đang rất là ổn áp luôn. Con này mình nghĩ nên đứng giữa. Chúng ta sẽ kẹp nó ở giữa như này. Hồi máu. Từ chiêu này anh em ơi. Từ chiêu. Vẫn phải hồi máu anh em ạ.
Dĩ nhiên rồi, quay lại để hỗ trợ đồng đội này anh em ơi. Đang phải cố gắng để đánh này. Lên rồi anh em. Đang cố gắng hồi máu đã. Tính sau. Một mình thằng này đang cố gắng để gọi là cân lại được. Cố lên nào. Nói chung là ở mức độ gọi là chấp nhận được anh em nhá. Không vấn đề gì quá lớn cả. Sát thủ rất đam rất là to. Còn bắn cùng với đam mới to. Đam con này tận 61 cơ anh em ạ. Rồi ok. Con bắn cung nó bị gọi là dồn quá nhiều sát thương vào. Con bắn cung thì nó sẽ hơi bị hiệu hơi chết rồi. Chết thật sự luôn. Hồi máu cho chính bản thân mình đi đã. Kìa, ok. Chết. Đánh con này trước. Đúng rồi anh em ơi. Chém. Đúng rồi, ok. Ôi chết rồi, dưới kia có một con đang. Thật ra là có hai con ấy. Chết thật sự rồi. Đang rất là khó chịu đây anh em. Tập trung tới cái con này gái này. Hồi máu. Búc khiêng lên cái. Nhờ yeah. Team đang rất là yếu à. Ui trời ơi. Tí thua anh em ạ. Sợ thật đấy. Chúng ta có một cái đua Skimmister. Mình đang suy nghĩ là nên thay thằng nào, thay đội hình nào thì nó sẽ hợp lý nhất với chúng ta anh em ạ. Ok Dummy. Có skill anh em ơi. Nhưng mà mình học kiểu gì bây giờ? 30 giây, vấn đề là chúng ta sẽ học skill kiểu gì đây? Cái này cũng không dùng được. Mấy cái này thì cũng không dùng được. Tôi đang suy nghĩ là xem nên dùng cái gì thì nó sẽ là hợp lý nhất nhỉ. À đấy, có skill đây. Ồ. Mỗi con ạ. Con này chưa lên cấp nhưng chưa có skill anh em ạ. Thằng này chỉ có 10 thôi. 30 này. 50 ạ. Carriage 57, 24. Black Knight. Black Knight 39, 42. Những con 50 thì thực sự là khủng anh em ạ. Carriage 57, 24. Đam khá to. Vấn đề là chúng ta sẽ cho vào đâu? Chúng ta sẽ cho vào trong cái team kiểu gì bây giờ? Carriage. Chết rồi, mình quên là mình không chọn đội hình rồi. Mình có thằng mới mà mình còn chẳng chọn luôn ạ. Ôi. Anh hùng lợn kìa. Chết rồi, không đánh nhau à? Chém. Wow. Một số con có skill gọi là chém với chảy máu này. Búc khiêng ạ. Ui, cho nó búc khiêng cho đồng đội anh em rất khỏe luôn. Ok, tôi đang cố gắng hết sức. Có tuyệt chiêu kinh quá anh em ạ. Chém ghê quá, bọn này nó khỏe quá anh em ơi. Phải nói là cực khỏe luôn đấy. Đánh tiếp. Skill lên anh em ơi. Chết rồi. Khó phết anh em ạ. Khó nhằn đấy chứ. Đâu đơn giản đâu. Không hề đơn giản tí nào để mà có thể là. Sợ thật đấy.
Sợ thật đấy anh em. Tôi đang cố gắng né bọn này. Cẩn thận, nó giết con này. Đang rất mệt luôn anh em ơi. Phải nói là không dễ dàng gì mà để đánh cả ngày luôn đấy ạ. Hồi máu tất cả nào. Được một nửa máu rồi anh em ạ. Đang vẫn cố hết sức để đánh nó anh em. Phải tách ra. Đang đứng phải tách ra này. Chết. Mình đang cố gắng hồi máu đã. Tính sau. Phải giết bọn này trước đây anh em ạ. Phải giết bọn này trước đã xong rồi tính sau nha. Dùng hết skill, tất cả skill có thể luôn. Con này sẽ bị kiêng do này. Rồi anh em ơi. Chuyến đi. Có skill gì dùng skill đấy rồi. Quá là khỏe. Con lợn này quá khỏe luôn. Nó lại gọi thêm cả đồng bọn ra anh em nhá. Nó lại gọi thêm đồng bọn ra rồi. Máu nhiều thế nhỉ. Tấn công anh em ơi. Hồi máu cho thằng ấy đi. Chết rồi. Nhầm rồi anh em ơi. Nhầm rồi. Tôi còn chưa có skill cơ. Nó sắp chết rồi anh em ơi. Cố lên nào. Đánh rất chiến thuật luôn đấy. Phải nói đánh cực kỳ chiến thuật. Đánh nó quá chuẩn bài luôn đấy. Quá chuẩn bài. Ui. Mãi mới giết được con đại tướng lợn rừng anh em ạ. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em. Bye bye. Hay quá.